Bài 1 sự xuất hiện loài người và bài người nguyên thủy. Học xong bài này các em sẽ giải thích được loài người từ đâu mà có. Theo các truyền thuyết mà em được học thì loài người bắt đầu từ lạc long quân và Âu Cơ, nghĩa là Âu Cơ đã sinh ra đồng bào ta trong bọc trứng. Hai các em đã được tiếp xúc với sự tích Adam và Eva. Adam được nặng từ đất và Eva là được sinh ra từ xương thứ bảy của Adam. À, mẹ em kêu là cô đã nhanh quá, được rồi, cô sẽ nói chung lại. Nhưng mà ngày nay khi khoa học đã phát triển, họ đã chứng minh được loài người không phải xuất hiện từ những sự tích đó, mà loài người bắt đầu từ một loài vườn cũ. Vậy sự xuất hiện của loài người như thế nào? Mẹ vào phần 1. Sự xuất hiện loài người và đời sống loài người nguyên thủy. Ở chặng đầu của quá trình hình thành loài người, có một loài vườn cổ sống khoảng 6 triệu năm trước đây, đã có thể đứng và đi bằng hai chân, dùng tay để cầm nắm, ăn hoa quả, củ, lá và cả động vật nhỏ, xương hóa thạch của chúng đã được tìm thấy ở Đông Phi, Trung Quốc, Việt Nam và cả Indonesia. Các em nhớ hay xương hóa thạch đầu tiên của loài vườn cổ được tìm thấy ở Đông Phi, Tây Á, Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia. Các em xem hình một ở trang 5 sách giáo khoa. Đây là hình ảnh của người tử cổ. Từ vườn cổ tiến hóa thành người tử cổ. Trải qua hàng triệu năm, đây là hình ảnh này. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh người tử cổ. Các em hãy xem đặc điểm cấu tạo của người tử cổ. Nó hầu như đi đứng bằng hai chân. Tay được tự do để sử dụng công cụ và cơ thể đã có nhiều biến đổi hơn so với loài vườn cổ. Tuy trạng còn thấp và đã bước ra phía sau, nhưng mà u mày vẫn nổi cao. Hộp sọ đã hơn lớn hơn so với loài vườn cổ và đã hình thành trung tâm phát ra tiếng nói. Di cổ của người tử cổ được tìm thấy ở Đông Phi, Java, Bắc Kinh. Ở Thanh Hóa, Việt Nam thì chưa tìm thấy di cổ, nhưng lại phát hiện được công cụ bằng đá của người tử cổ. Các em nhớ một số đặc điểm cho cô. Ở phần này mẹ em không cần ghi đâu, tí nữa cô sẽ cho mẹ em một cái bảng tóm tắt. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Mẹ em tắt tất cả âm thanh ở bên kia mẹ em thấy. Sau này chỉ có làm, chỉ có cần cù thì đủ siêng năng. Nghe đây Nếu chúng ta làm đang thì được có ăn, cái loại có không làm và đòi có ăn đầu quẩy nha, ăn cứt thì nó dễ đi. Sau này không làm chỉ có ăn cứt thôi, nói thì cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Cố tắt Cuộc mic sống của cô. này sống muốn người ta tôn trọng. Và ở người tử cổ họ đã có phát minh ra một phát minh rất là lớn, đó là tạo ra lửa. Từ việc họ ăn tươi nuốt sống, tạo ra lửa đã chuyển sang ăn chín uống sôi. Đây được coi như là một phát minh cực kỳ lớn và đã cải thiện được căn bản cuộc sống của người tử cổ lúc bấy giờ. Ở thời kỳ này, con người đã cùng nhau lao động tìm kiếm thức ăn, chủ yếu là hải lượm và săn thú. Mối quan hệ ở thời kỳ người tử cổ
thì đó là mối quan hệ hợp cùng xã hội, có người đứng đầu, có phân công lao động nam nữ. Ở thời kỳ này, người phụ nữ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong xã hội, và đây được coi như là chế độ mẫu hệ. Ở tiết sau cô sẽ nói rõ hơn về vấn đề chế độ mẫu hệ cho mẹ em nghe. Họ sống trong các hang động, mái đá hoặc rừng liêu bằng các cành cây. Như vậy là qua lao động họ dần dần hình thành nên các cách cơ bản sống của con người. Cái cách sống của quan hệ hợp quân xã hội này người ta gọi là cách sống của bầy người nguyên thủy. Cô đã giới thiệu sơ lược cho mẹ biết về đời sống của người tối cổ. Đó là đời sống vật chất và quan hệ xã hội. Các em có nghe rồi cô nói không? À, cái phần này cô nhắc rồi, cô chỉ giải thích cho mẹ em hiểu. Chỉ nữa phần cùng của bài cô sẽ cho mẹ em một bản tóm tắt ngắn gọn xúc tích nhất để mẹ em chép lại trong cái bản đó. Là coi như đã bao quát được toàn bộ cái bài học trong 3 phần hay. Mẹ em chỉ cần tập trung vô nghe cô giảng và để những cái vấn đề chi mà không hiểu thì mẹ em có thể hỏi để cô giải đáp. Như vậy, người tuổi cổ trải qua lao động hàng triệu năm nữa, họ dần dần tiến hóa và phát triển thành người tinh khôn, hay còn gọi là người hiện đại. Vậy người hiện đại như thế nào, có cấu tạo ra sao, và hoạt động lao động của họ khác gì so với người tuổi cổ? Mẹ em hãy qua phần 2 nhỏ. Trước khi qua phần 2 nhỏ, mẹ em xem cho cô một số hình ảnh. Đây là hình ảnh được sử dụng lửa của người tuổi cổ này. Đây là cuộc sống của người tuổi cổ trong các hang động mái đá. Đây là tổng hợp các hình ảnh của người tuổi cổ. Những viên đá này là của thời người tuổi cổ, họ đã biết che một mặt để vừa tay cầm hơn. Cuộc sống trong hang động, tìm kiếm thức ăn và chế tạo lửa. Rồi các em có phần 2 nhỏ, người tinh khôn và óc sáng tạo. Người tinh khôn hay còn gọi là người hiện đại. Rồi mẹ em ghi một ý đầu tiên chủ cho cô ở phần người tinh khôn này là hình dạng và cấu tạo cơ thể hoàn thiện như người ngày nay. Các em chỉ cần ghi một ý chủ như vậy thôi. Hình dạng và cấu tạo cơ thể hoàn thiện như ngày nay. Mẹ bạn hỏi là thì phân bố không ghi cô, tí nữa cô sẽ cho mẹ một bản tóm tắt đi. Như vậy đến cuối thời đã phủ khoảng 4 vàng năm trước thì người tinh khôn đã bắt đầu xuất hiện. Đây là hình ảnh đầu tiên là của người tuổi cổ này. Trải qua quá trình lao động tiến hóa hàng triệu năm thì đã trở thành người tinh khôn. Đây là người tinh khôn ở bức hình cuối này, mẹ em để ý. Về đặc điểm cấu tạo cơ thể của người tinh khôn, người tinh khôn có cấu tạo cơ thể giống như người ngày nay. Mẹ em biểu thấy này, y như người của chúng ta thời kỳ ngày nay vậy. Xương cụt đã nhỏ hơn người tuổi cổ so sánh với cả bức hình trước này. Ba tay nhỏ khéo léo, các ngón tay đã linh hoạt hơn, hộp sọ và thể tích não đã phát triển, trán đã cao hơn, mặt phẳng, cơ thể gọn và linh hoạt. Tư thế này cực kỳ thích hợp so với các hoạt động phức tạp của con người. Họ có thể lao động với các hoạt động phức tạp hơn rất nhiều, tạo nên sự khác biệt của người tinh khôn và người hiện đại là do lao động kết quả của sự thích ứng lâu dài của con người với những hoàn cảnh tự nhiên khác nhau. Các em nhớ hết, từ người tuổi cổ chuyển qua người hiện đại là do sự thích ứng nhân dân với thiên nhiên, với hoàn cảnh của con người, nên họ dần tiến hóa từng bước cải thiện từ người tuổi cổ thành người hiện đại.
Dạ em hỏi chị nữa đi, bạn thì có chưa vừa ra không cô ạ? Không em ơi. Một chị nữa thôi mà em sẽ được ghi cái bản tóm tắt đó. Về óc sáng tạo của người tinh khôn. So với người tuổi cổ thì người tinh khôn đặc biệt sáng tạo ra cải tiến công cụ lao động, nâng cao hiệu quả lao động và sản xuất. Công cụ mà họ chế tạo ra cải tiến hơn rất nhiều, trong đó có công cụ cực kỳ hoàn thiện đó là lao và công tên. Ngoài ra họ còn biết kê hai kia mảnh đá gòn sắt, rêu dao. Và đây được coi như là thời kỳ đồ đá mới. Việc làm ra lao và công tên được coi như là một thành tựu lớn trong quá trình chế tạo công cụ và vũ khí. So với trước khi với công tên, con người đã săn bắn có hiệu quả và an toàn hơn rất nhiều. Thức ăn của con người cũng được tăng lên đáng kể từ đây, nhất là thức ăn động vật. Và so với cái thời kỳ trước khi, thời kỳ tạo ra công tên đã được hoàn thiện. Cư trú nhà cửa được phổ biến hơn. Ở phần này ở cuối đồ đá cũ, nghĩa là thời cuối kỳ thời người tuổi cổ ấy, là đã có cái phần đặc biệt cư trú nhà cửa rồi. Và thời đá mới cách đây một vài năm trước, họ đã ghe đá sắt và ma nhẫn thành hình công cụ như rìu, dao, đục, có lỗ tra cá. Họ đã biết đan lưới đánh cá và làm đồ gốm. Rồi ở phần này mẹ em có thể chụp cho cô một ý, một số ý về công cụ lao động của người tinh khôn và vợ đi. Mẹ em có thể ghi ra gạch ngang đau dông cho ngắn gọn hết. Các em ghi xong rồi là có thể nhận tin qua phân chặt cho cô. Rồi, một số bạn đã ghi xong rồi. Rất là nhanh. Nếu như mẹ chụp màn hình thì mẹ cũng phải lưu lại để mà học đúng chưa? Thì bữa cô kiểm tra vở đấy. À, như bạn chụp màn hình rồi để đó rồi quên luôn. À, ghi một cách ngắn gọn xúc tích thôi em ấy. Rồi, rất nhiều bạn đã ghi xong rồi. Các em cùng với cô xem một vài hình ảnh sau. Đây là công cụ của thời đá kỳ đá mới. So với hình ảnh hồi này cô đưa lên thì công cụ đá thời kỳ này đã được kè đèo sắc nhau hơn và cải tiến hơn rất là nhiều so với thời kỳ đầu. Quá trình chuyển từ đá cũ sang đá mới là người tinh khôn đã biết kè, ma nhẫn, đục lỗ và tra cá. Đây là một số công cụ này. Công cụ thời kỳ đá mới, nghĩa là thời kỳ của người tinh khôn cách đây 4 vạn năm. Và những công cụ này đã cải tiến cho đến ngày nay thì biến thành những cái dao hay là sẻng của hiện đại như ngày nay của chúng ta đó. Là dựa trên cơ sở của những công cụ này. Ở đây mẹ em có hiểu về phần này chưa? Nếu mà mẹ cô giảng nhanh hay là mẹ em chưa hiểu thì là cô để cô giảng chậm lại và lại để cô giảng lại hết. Như vậy người tinh khôn đã tạo ra rất nhiều công cụ lao động và đây được coi như là một cuộc cách mạng thời kỳ đá mới. Vậy cuộc cách mạng thời kỳ đá mới như thế nào và nó tác động tới xã hội thời kỳ này ra sao? Mẹ em hãy qua phần 3 nhỏ.
của cách mạng thời đại mới. Phần này mẹ em ghi chép vào vở này. Đây là phần quan trọng của bài này. Thời đại mới bắt đầu từ 4 vàng năm đến 1 vàng năm trước đây. Và trong thời đại mới, có người đã biết chế tạo ra rất nhiều công cụ và đã cải thiện được cuộc sống vật chất của con người. Từ chỗ hái lượm săn bắn, họ đã chuyển sang việc trồng trọt và chăn nuôi. Nghĩa là lúc đầu có người chỉ việc là đi hái lượm những thứ có sẵn trong tự nhiên, những cái cây mà mọc lên là có trái họ sẽ hái ăn, hay là săn bắn những động vật có trong rừng hay là trong tự nhiên có sẵn. Họ phụ thuộc lệ thuộc hoàn toàn vào trong tự nhiên. Nhưng mà từ khi công cụ lao động được cải tiến và cuộc cách mạng đã mới bắt đầu thì họ đã chuyển sang trồng trọt và chăn nuôi, nghĩa là họ đã bắt đầu chủ động không phụ thuộc vào thiên nhiên nữa. Họ trồng trọt và làm các thức ăn có thể dư thừa luôn. Họ đã biết làm sạch những tấm da thú để che thân, cho ấm và cho có văn hóa. Các em hãy gạch ý, ghi từng ý nhỏ của cái phần này vào trong vở cho cô. Ngoài ra họ còn biết làm đồ trang sức như vòng vỏ ốc, hạt xương, vòng tay, vòng cổ chân hay là hoa tai. Thực ra cô sẽ dừng lại cho một chút cho mẹ em ghi thấy. Mẹ bạn kêu cô là ấy hơi nhanh một chút. Ngoài việc đồ làm trang sức thì các nhà khảo cổ học còn tìm thấy những chiếc sáo bằng xương lỗ dùi đang đá và cả có cả trống nữa. Các em ghi ở phần này xong chưa? Các em tự chép xong phần này đi đã. Một vài bạn đã ghi xong rồi. Như vậy thì từng bước con người đã không ngừng sáng tạo, kiếm được thức ăn nhiều hơn, sống tốt hơn và vui hơn. Cuộc sống từ khi có cuộc cách mạng đã mới thì tạo ra cái công cụ lao động. Đây được coi như là một cuộc cách mạng. Vì lúc này con người đã bước lệ thuộc hơn vào thiên nhiên. Mẹ em hãy chuẩn bị cuối cùng cho cô. Cách mạng đã mới là lao động để cho cuộc sống của con người no đủ hơn, đẹp hơn và vui hơn, bớt lệ thuộc vào thiên nhiên. Các em chép cái ý này xong chưa nào? Các bạn chép phần này xong chưa? Ừ, dạ rồi. Bạn Cao Thị Minh Hải, một số bạn. Như vậy cô đã cho mẹ em qua 3 phần tìm hiểu về người tử cổ, tiến hóa thành người tinh khôn và cuộc cách mạng đã mới trong thời kỳ người tinh khôn xuất hiện.
Giờ này đây là phần mà mẹ rồi cô chờ cho mẹ em xem bức tranh rồi rồi cô sẽ chuyển qua phần mà mẹ em thắc mắc nãy giờ. Đây là hình ảnh về trồng trọt và chăn nuôi của thời kỳ người Tân Phong hay là thời kỳ đã mới. Rồi đây là hình ảnh những người này đã biết làm sạch tấm da thú để che thân, không còn ăn tươi nuốt sống và ăn lông mở lộ như thời người thời cổ. Họ đã biết làm đồ trang sức, vòng tay, vòng đeo tay và một số cái đồ trang sức khác. Rồi, mẹ em hãy làm cho cô một số cái bài trắc nghiệm củng cố trước khi cô ra đưa ra cái bản tóm tắt cụ thể lại kiến thức. Phần trắc nghiệm củng cố mẹ em trả lời câu hỏi qua cái khung chat cho cô. Câu 1. Xương hóa thạch của loài vườn cổ được tìm thấy ở đâu? Rất nhiều bạn đã đưa ra đáp án C và một số bạn đã chọn đáp án B. Có khoảng 2-3 bạn chọn đáp án B, số còn lại là chọn đáp án C. À, vẫn xuất hiện đáp án D. Rồi, đáp án của chúng ta đó là C. Hồi nãy trước ở bài cô đã đưa ra cái hình ảnh bản đồ đó, đó là Đông Phi, Việt Nam và Trung Quốc. Xương hóa thạch của loài vườn cổ được tìm thấy ở những nơi đó. Câu số 2, phát minh quan trọng nhất giúp cải thiện cuộc sống của người tổ cổ là? Mẹ em đừng ở câu hỏi này mẹ em đang nhầm lẫn với người tuổi cổ và người tinh khôn nha. Ở người tuổi cổ cũng có một phát minh quan trọng và người tinh khôn cũng có một phát minh quan trọng. Ở đây cô đặt ra câu hỏi là phát minh quan trọng nhất giúp cải thiện cuộc sống của người tuổi cổ đó là phát minh nào? Bạn Hồng Vũ, bạn Hữu Phúc, bạn Quốc Huy. Rồi các bạn đã đưa ra đáp án B. Chúng ta cùng xem đáp án nào. Rồi B là chính xác. Chúc mừng các em ha. Biết cách tạo ra lửa. Rồi câu số 3, vai trò quan trọng nhất của lao động trong quá trình hình thành loài người là? Vai trò quan trọng nhất theo mẹ em đó là vai trò quan trọng nhất của lao động là vai trò nào? Trong các đáp án mà cô đưa ra. Rồi có rất nhiều bạn đưa ra đáp án C, đáp án A. Đa số các em chọn đáp án C. Rồi đáp án đó là C, giúp con người cải biến hoàn thiện mình, tạo nên bước nhảy vọt từ vườn thành người. Như vậy vai trò của lao động ở thời kỳ này cực kỳ quan trọng. Câu số 4, hợp quân xã hội đầu tiên của con người gọi là? Cái chữ mà cô in đầm và là bối đỏ ở cái phần đầu tiên mà chúng ta được học đấy. Rồi ở câu này tất cả các em đều chọn đáp án A, chính xác. Đó là đáp án A, bay người nguyên thủy là hợp quân xã hội đầu tiên của con người. Câu số 5, người tinh khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào? Hoa Mỹ, Tề Nhi, Quốc Huy, Ngọc Ánh. Nghiêng về hai đáp án là D và B. Đáp án B cô Nguyễn
Rồi đáp án B nhiều hơn. Như vậy kết quả người tên Khôn xuất hiện vào khoảng thời gian nào? Khoảng 4 vàng 5 cách ngày này. Đấy, em nhớ ấy, người tên Khôn xuất hiện vào khoảng 4 vàng 5 cách ngày này. Đó là đáp án B. Câu số 6. Vì sao các nhà khảo cổ đã coi thời kỳ đá mới là một cuộc cách mạng? Cách mạng đá mới là cuộc cách mạng chuyển từ. Em đã có thể điền tiếp được là có thể chọn được đáp án đâu. Cách mạng đá mới là cuộc cách mạng như thế nào con người có thể làm chủ được thiên nhiên? Suy nghĩ kỹ câu này con nào. Mẹ em đọc thì đáp án mà đưa ra đúng chính xác ở câu này hay? Cách mạng đá mới là cuộc cách mạng. Đa số các em đều đưa ra đáp án C. Một bạn đưa ra đáp án A. Năm bạn, sáu bạn. Chúng ta cùng xem đáp án nào. Cách mạng đá mới là cuộc cách mạng có người đã chuyển từ sang Bắc Hải lượm sang trồng trọt và chăn nuôi. Mấy bạn chọn đáp án C là có người đã việc sử dụng đá mới để làm công cụ. Hồi nãy cô nói cái ý này là mục đích để lao động tạo ra cái cuộc sống mới của con người. Lỡ một cuộc cách mạng này thôi. Đáp án A mà chính xác mà em ấy. Có số 7. Sự khác nhau về màu da chủng tộc trên thế giới là biểu hiện khác nhau về. Sự khác nhau về màu da giữa các chủng tộc trên thế giới là biểu hiện khác. Sự khác nhau về. Đúng rồi, D. Rất nhiều bạn chọn đáp án D. Đặc điểm sinh học. Như vậy đó là một số câu trắc nghiệm củng cố. Cô đã củng cố lại kiến thức bài học ấy. Bây giờ đây là nội dung chính của 3 phần cô vừa dạy. Mẹ em hãy chép cái phần này vào. Chép phần này vào vở ít bữa cô kiểm tra đấy. À, cô nhắc luôn à, do ngày nay là mẹ em đăng nhập vào Cẩm Lệ 1 không được, là bên Cẩm Lệ 2 đang mở máy, nên ngày mai mẹ em đăng ký như thường hay đăng ký vào học là đăng ký Cẩm Lệ 1. Theo hướng dẫn như trên đoàn thanh niên ấy. Cái trang lên cái trang đó, mẹ em đăng ký theo Cẩm Lệ 1. À, cái này không phải là mục 1 hay cái này là bảng tóm tắt của bài học hôm nay của chúng ta. Về vừa người tử cổ và người tinh khôn chỉ có phân là cách mạng đá mới là cô đã cho mẹ em ghi riêng rồi. Phần 2 là nó nằm trong cái bảng tóm tắt này luôn em. À mẹ bạn kia là cô quay lại phần 2 đi à, mẹ em cứ chép cái phần này vào là có những phần 2 là người tinh khôn này. Người tinh khôn ở phần cuối cái bảng đấy. Phần 1 là vườn người và người tuổi cổ này. Cô tóm tắt lại kỳ niên đại hình dạng và đời sống đấy. Đúng rồi, cái bảng đó là tóm tắt nguyên bài. Còn cái phần 3 cách mạng đá mới là cô cho mẹ em đi riêng rồi. Cầm cái bảng này cầm thêm cái phần 3 nữa là nội dung chính của bài học hôm nay của chúng ta đó. Chép xong thì mẹ em nhắn tin cho cô ấy. Thank you.
À những bạn nào mà lúc này chạy phần 1 và phần 2 rồi vừa ngươi và ngươi tử cổ rồi thì không cần chạy lại cái bạn này. Nghĩa là mẹ em chạy phần nào mà mẹ em cảm giác mà tóm tắt được cái bài học ấy. Đây là cái bảng của tóm tắt thôi, còn mẹ em học theo cách của mẹ em cũng được. Miễn sao nội dung chính của bài này mẹ em nắm là được. Rồi bài học hôm nay mẹ em có vấn đề gì không hiểu không? Hay là có một vấn đề gì thắc mắc thì mẹ em cứ hỏi cô đi. Có không cha? Cô sẽ trả lời thắc mắc cho mẹ em đây. Mẹ ba nói. À có em, có đăng lên trên phong phê. Rồi mẹ ba nói là cô tóm tắt lại cái phần bài học hôm nay. Bài học hôm nay thì mẹ em sẽ học về sự tiến hóa từ vườn. Từ loài vượn qua người tổ cổ và người tinh khôn. Như vậy vượn người xuất hiện cách đây từ 6 triệu năm. Và trong quá trình hình thành loài người thì nó có thể đi đứng bằng hai chân dùng tay để cầm nắm cả hoa quả. Nó vẫn sử dụng công cụ đá là vườn người đấy, hay còn gọi là người vườn. Sau trải qua một quá trình dài thì cách đây 4 triệu năm thì người tổ cổ đã đi đứng bằng hai chân. Đôi tay đã được tự do để sử dụng công cụ tìm kiếm thức ăn. Cơ thể của họ đã có nhiều biến đổi hơn rất nhiều so với người vườn. Nhưng mà vẫn còn một số đặc điểm như là trán thấp, u mai cao và hộp sọ vẫn còn nhỏ chưa được hoàn thiện như người tinh khôn. Ở thời kỳ người tuổi cổ thì họ đã biết kê những mảnh đá có sẵn để làm công cụ. Thời kỳ này phát minh quan trọng nhất đó là phát minh ra lửa. Và trải qua một thời gian dài nữa lao động thì con người đã tiến hóa thành người tinh khôn hay là người hiện đại. Cấu tạo của người tinh khôn thì giống ngày nay, xương cốt nhỏ hơn. Người tổ cổ và lớp lông mỏng trên người không còn nữa. Ở thời kỳ người tinh khôn thì họ đã biết dùng đá để chế tạo công cụ lao động, biết trồng trọt, chăn nuôi và sống thành thị tộc. Về thị tộc thì tiếp sau cô sẽ giảng cho mẹ em rõ hơn. Nghĩa là qua tiếp 2 đấy. Như vậy qua bài học này cả em Na có thể rút ra được bài học mà hôm nay chúng ta học là chốt là vấn đề gì? Rồi xong rồi, mẹ bạn nói là chạy hết phần 2, phần 3 thì không cần, mẹ không cần chạy cái bạn này nữa hay. Đúng rồi, mẹ bạn nói là bài học hôm nay nói về sự tiến hóa của con người bằng Lưu Đồ Trương Huy, bằng Phạm Hữu Phúc, bằng Phan Hoàng Chí Na, bằng Ngô Bảo Quân, quá trình tiến hóa là người. Rồi, vẫn có một ý cực kỳ quan trọng nữa mà mẹ em chưa phát hiện ra sau khi học xong bài này. Ngoài nói về sự tiến hóa của con người thì ở bài học này là đề cao vấn đề gì? Sự thông minh. Chưa chính xác. Vấn đề phát triển văn minh xã hội chưa chính xác. Mẹ em biết này, từ vườn, người vườn chuyển qua người tổ cổ tiến hóa thành người tinh khôn thì vấn đề nào là quan trọng nhất? Cái gì là chi phối toàn bộ quá trình đó? Vấn đề tự lập chưa đúng. Kỹ năng sống sáng tạo của xã hội với thương nguyên thủy gần đúng thôi. Quá trình tiến hóa từ người vườn sang người tổ cổ đến người tinh khôn trải qua một quá trình cần kỳ. Vấn đề gì chi phối nhất? Sự phát triển của não bộ chết chính xác. Đó là trải qua quá trình lao động. Như vậy bài này mẹ em nhớ này,
Nói về sự tiến hóa của loài người là con người bắt nguồn từ loài vượn, và bài này cũng đề cao lao động, vai trò của lao động trong cuộc sống của mỗi con người của chúng ta. Đó là bài học ngày hôm nay hay. Về phần bài tập về nhà, các em hoàn thiện cái bảng này cho cô. Hoàn thiện tiết sau cô kiểm tra bảng nào mà đưa lên cái bảng này, chụp đưa lên cái bảng này là coi như được điểm cộng ấy. Rồi bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các em vào tiết thứ hai tuần sau. À, cái phần này bài tập với nhau cả em cứ làm vào trong vở đi. Thì sau khi mà cô dạy á, mẹ em có thể là trả lời cho cô cũng được.